Sớm chưa các bạn ơi? Ăn sáng xong chưa nào? Trời ơi, bữa nay không ai buồn trả lời cô. Rồi, sớm chưa? Rồi, quay lại ha. Cô kéo lên tiếp nha. Hôm nay mình ôm đó nha. Rồi ha. Đọc đó, các bạn đọc cho nó quen đi ha. Tuần sau mình thi rồi. Rồi, cô kéo lên tiếp nha. Rồi. Rồi, các bạn chụp cho cô. Chụp thư số 1 nào. Xong chưa ạ? Ok. Thư số 2. Chụp nào. Rồi xong chưa? Cô kéo lên nha. Yeah, thank you Cát Tường. And anh Hư. Này, continue. 6 to 8. Từ câu 6 tới câu 8 trước nè. Chụp nè các bạn ơi. Rồi nha. Câu 9, câu 10. Rồi, giờ các bạn đọc nhé. Bắt đầu. Các bạn khác có nghe không ạ? À? Hello, can you hear me? Yeah, thank you Tường. Rồi, bắt đầu đọc nha. Rồi.
Xong chưa các bạn ơi? Đọc xong chưa ạ? Yeah, bạn Tâm. Yes. Câu số 6, number 6. Where did scientists find oil? À, các bạn thấy vậy. Ôi giờ ở đâu các bạn thấy thư cái số 1 không ạ? Trong cái thư số 1 nè. Không, trong cái bài báo á, trong cái bài báo á, giờ đoạn 1, dòng 1, dòng 2. Geologists surveying the area of the coast. Ở ngoài khơi các bạn, of the coast ở ngoài khơi. Đó, dòng 1, dòng 2 nè, they have found an enormous deposit of oil underneath the ocean surface. Rồi, thấy chưa ạ? Câu như vậy câu trả lời của câu số 6 là câu C, right up the coast of North Carolina. Dòng 1, dòng 2. Question number 8. Number 7. What will properly happen before any drilling can begin? Các bạn xem câu số 7 ạ. Cái gì có thể xảy ra ha trước khi bắt đầu cái việc khoan dầu? Rồi các bạn thấy là câu trả lời là câu nào? À các bạn xem cho cô trong cái bài báo nè. Bài báo đoạn 2. Đoạn 2 các bạn ha. Thấy không ạ? Yes, bạn Tâm. They will also build. Need to build the required infrastructure, like oil rig and pipeline, before they can start pumping. Như vậy câu trả lời của câu số 7 là câu B. The oil company must build the necessary facility to drill the oil. Câu số 8. Number 8. Why did Lionel Daniel write his letter to the editor? À, tại sao mà Lionel Daniel viết cái thư của anh ta cho cái người nào? Cái người biên tập viên. Các bạn sẽ nhìn xuống cái thư số 2, cái mail nè, dòng 1 và dòng 2 và dòng 3 nha. I would like to ask a few things that your recent article on the discovery of oil of the coast of North Carolina omitted. Đó là bổ sung thêm một vài cái thông tin mà còn sót. So number A là câu C, to provide information he claimed was missing from the article. Number 9, câu số 9. Câu số 9 các bạn ha. What does Lionel Daniel say about a potential benefits of the discovery? Như vậy câu trả lời sẽ là câu nào? Daniel nói gì về cái lợi ích của cái việc khám phá này? Các bạn thấy câu trả lời của câu số 9 nó nằm ở trong cái đoạn này ha các bạn ha. And finally, the present of oil, đây các bạn không, should promise cheap energy for our state. Các bạn thấy không? Như vậy câu trả lời là câu C. Energy prices should begin to decrease. Và câu số 10, number 10, cái việc bơm dầu khó như thế nào các bạn ha? Có khó lắm hay không? Các bạn xem. Ở đây nó không khó. Chúng ta xem nào. Khó như thế nào từ cái nơi mà nó nằm ở đó. Như vậy các bạn sẽ nhìn thấy là... Các bạn sẽ đọc lên cái đoạn số 1 lại. Cái bài viết nó nói như sao? It is also likely that the state will commission an environmental study to determine the impact drilling for oil will have on the native flora and fauna. Flora là cái hệ thực vật, and fauna là cái hệ động vật ha.
nó chỉ cái gì phải xem xét trước khi quyết định. However, never flares up. Most experts, hầu hết các chuyên gia, họ tin rằng như thế nào? Believe that drilling will start within the next 2 years. Chỉ có the next 2 years, như vậy là cái việc này nó không nếu mà nó không có dễ, thì các bạn nào nó không có quá dễ, phải không? Tới 2 năm nữa. Cho nên chúng ta không chọn D. Chúng ta cũng không chọn A, bởi vì nếu mà không được thì là họ sẽ không có nói là cho phép xem xét. Cho nên A và D chúng ta loại bỏ. Bây giờ không có nói về liên quan tới vấn đề chính, major problem ở đây. À, chỉ là somewhat hơi khó một chút. Vì cái việc gì? Vì chúng ta phải quan sát cái môi trường để quyết định trong vòng 2 năm. Ok, so C is the answer. Nhớ chưa ạ? Kỳ vọng các bạn ơi. Hello everyone. Can you follow that? Okay, let's move to the next. Rồi, kéo lên các bạn nha. Cô kéo lên tiếp nha. Thư số 2. Tiếp nha. Câu 11 đến câu 13 trước các bạn ơi. Cái này tiếp nè. 14, 15. Rồi, xong chưa? Chụp xong chưa ạ? Các bạn ơi. Rồi, thank you Tường Vy. Không biết các bạn khác đâu rồi có đọc hay không à. Bắt đầu nha. Chúng ta bắt đầu nha.
Xong chưa các bạn? À, bạn Quỳnh Nhi hả? À. Xong chưa cả lớp ơi? Bắt đầu từ câu 10, câu số 10 ha. Câu 11. What do the word release in a memorandum? Life free mean? Chữ release trong trường hợp này á, nghĩa là các bạn xem nè. Release là ở đây. Yeah. As you all know, some of you will be released due to poor evaluation. À, chữ release đó đó. Nghĩa là fire, sa thải các bạn ha. Yeah. Bạn Nhi á, nhớ là thứ ba là vô đi kiểm tra nha. Nha, bạn Nhi nhớ không? Bạn Quỳnh Nhi. Rồi, take care. Tiếp câu 11 là câu A ha. Fire. Yes, câu 12. Question number 12. Câu 12 các bạn ơi. What does Margaret Jenkins want all the employees to do? Cô Margaret Jenkins muốn tất cả các nhân viên làm gì? Các bạn sẽ xoáy vào cái chỗ Margaret Jenkins. Yeah. Các bạn xem. Xem ở trên cái mail nè. Đây các bạn. Các bạn sẽ xem cho cô cái đoạn 2 trên cái mail đó. Trên cái mail ha các bạn ha. Please contact my secretary to schedule a time to speak to me. I will only need about 10 minutes for your time to go over your evaluation. Dạ. Như vậy câu trả lời của câu số 12 là câu dễ. À, câu C. Arrange a time to go and meet her. Kịp không các bạn ơi? Yeah, bạn Tường Vi, bạn Nguyệt Uyên. Yes, bạn Tâm. Câu 13, number 13. How can a warning letter be taken out of an employee's permanent file, sorry. How can a warning letter be taken out of an employee's permanent file? Như vậy các bạn sẽ chạy xuống như trên này. Ha các bạn ha. Đây. Once you receive a warning, you will be put on probation. Đây các bạn thấy chưa? Can you see? Rồi sao nữa? Should your performance improve over the next 6 months, you will be removed from probation. Đó, như vậy câu trả lời của câu 12 là sorry, câu 13 là câu câu nào? Câu 13 là câu B ha, câu 13 là câu B. Yeah, the employee must work better for half a year. For half a year. Rồi đến câu 14 các bạn ha. What does Mr. Callahan, what does Mr. Callahan believe about his firing? Ông này tin về cái việc sa thải ông ta. Câu 14, các bạn sẽ đọc xuống cái thư cuối. Câu 14 các bạn. Ở đây, ông này nói làm sao? Ông nói làm sao? I feel. Đà, đoạn 1, dòng 1, dòng 2 nè. I feel is my unfair termination. À, tức là gì? Không có công bằng trong cái việc chấm dứt cái hợp đồng của ông ấy. Yeah, from Linwood Financial Service. Như vậy câu trả lời sẽ là nào? Câu 14 là câu nào? Câu A, it was unfair. Now, it was unfair. Can you hear me, everyone? Câu nữa nha, câu 15.
What does Mr. Callahan promise to do if he is not rehired? Ông Callahan hứa làm gì nếu mà ông ta không được tuyển dụng lại? Các bạn sẽ đọc cho cô cái thư số 2 nè, thư của ông này á. Đây nè, đoạn số 3 nè. Đoạn số 3 nha các bạn ha. Rest assured my attorney will file a suit regarding this matter if I am not immediately restored to my job and do not receive a written apology. Thấy không? Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không ạ? Tức là gì? Luật sư của ông này sẽ kiện ha. Sẽ kiện lại cái vụ này. So, C. Câu C là câu trả lời nè. Đây, sue là kiện nha các bạn. Sue Linwood Financial Services. Nghe kịp không? Alo? Tiếp tục nha. Rồi, giờ cô kéo xuống cái bài này cho các bạn. Yes. Cái bài này hôm bữa cô cho các bạn làm bài tập rồi nè. Rồi. Bây giờ chúng ta ôn. Chúng ta qua cái phần dưới đây chút xíu nha các bạn nha. Rồi. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái câu này. Các bạn chụp giùm cô nha. Rồi. Chúng ta bắt đầu làm nha các bạn nha. Cô kéo nè, từ câu 1 tới câu 6 trước nha. Chụp nè các bạn ơi. Nghe không ạ? Đây câu 1 tới câu 6 nè. Chúng ta làm một chút ngữ pháp nữa thôi ha. Rồi chúng ta sẽ nghỉ.
Rồi anh Thư cũng đi rồi. Thợ hả? Ok. Rồi ok Bảo Trân. À, nhớ là ngày thứ ba mình lên mình làm kiểm tra với cô nghe chưa? Nghe không ạ? À? Rồi ok con. You're welcome. Rồi bắt đầu nha, câu số 1 nè. Câu số 1 mình chọn gì đây các bạn? Number one. Làm xong chưa? Yeah. Good job, Tâm. Yeah. Prize. Nói về giải thưởng các bạn ha. Yes, number one. Prize. Yes. Yes. Câu số 2. Number two. Number two nè. Yeah, nói về cái gì? Cái sự hiếu khách. Yeah, cái lòng hiếu khách. Hospitality. That's right. Câu số 2 là câu D. Đúng rồi. Bây giờ tới câu số 3, các bạn cần từ loại gì? Các bạn đọc kỹ ha. Rồi. Rồi câu 1, câu 2 rồi ha. Bây giờ đến câu số 3. Rồi, câu số 3. Yeah, we need a noun. Như vậy câu trả lời ở đây là câu B. Good job, Tâm. Yes, collection. Collection. Rồi, giờ cô kéo xuống nha. 4, 5, 6 nè. Rồi, cô kéo đến 4, 5, 6 nha.
Xem chưa? Câu số 4. Yes. Đúng rồi, câu số 4. Câu số 4 là cái cùi vế không được gì tách ra. Nha, yeah. Câu C các bạn ha. Yeah, detach. Đúng rồi, câu 4 là câu C. Câu số 5. As the. Là cái lời đề nghị các bạn ha. Ở đây nó có cái từ gợi ý là aseptic. Yeah, một cái đề nghị, lời đề nghị. Như vậy câu số 5 là proposal. Và câu số 6. Câu số 6 là mục đích. Thì câu chữ đi với giới từ of đó là am. Am of nha các bạn ha. One of the basic am of. Rồi chúng ta làm mấy câu nữa nha. Rồi cô kéo lên cho các bạn chụp giùm cô nè. 7. Câu 7. Câu 8 các bạn chụp giùm cô xíu thôi các bạn nha. Chụp đó nha, chụp rồi rồi làm một trang rồi chúng ta làm xong một trang nữa thôi. Các bạn chụp từ câu 7 tới câu 13 trước đi, rồi cô kéo lên tiếp. Xong chưa ạ? Xong chưa? Rồi cô kéo tiếp nha. Rồi. Câu 9, câu 10. Chụp đi các bạn. Tiếp nha. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ làm từ câu câu số 7 tới câu 16. Rồi đủ chưa? Đủ số câu chưa cả lớp ơi? Chúng ta đủ số câu chưa nè? Đủ chưa ạ? Hello. Rồi ha, giờ cô kéo lên lại nha, chúng ta bắt đầu làm. Làm hết trang này nữa rồi nghỉ ha, cô dặn dò rồi nghỉ ha, làm hết trang này. Ok.
Câu số 7. Sửa bài các bạn ơi, sửa rồi nghỉ nè. Câu số 7 là nhờ bạn Tâm. Nhờ câu số 7. Ở đây mình cần một adverb nha, conveniently nha các bạn ha. Câu số 7 là câu B. Câu số 8. Sao should be nha. Là một tính từ. Nhưng mà ở đây là nhận thức về cái gì đó ha. Về cái kinh tế à, về cái gì? Cái môi trường kinh tế, cái bối cảnh đó, đúng rồi, cái concept của cái bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. Yes. Conscious à, conscious of. Yeah, conscious of. Câu trả lời sẽ là câu I. Yes, câu số 8. Bây giờ đến câu số 9. Câu số 9 ha. Câu số 9. Cô kéo câu số 9 nha. Yeah, bạn Tâm. Yeah, very good. We have gì đây? Spent. Đó. Các bạn thấy nè, nó có giới từ on đây nè, rất là dài, nó cho một cái từ ngữ rất là dài ha. We have spent comparatively less of the national budget on funding ha các bạn ha. Sao spend on verb in. Câu trả lời là câu C. Yes. Rồi câu số 10. Câu số 10 làm xong chưa ạ? Câu số 10 chúng ta sẽ chọn là câu D, là một tính từ. Các bạn ơi, các bạn nghe mà, câu số 10 là một tính từ. Câu 11. Câu 11 chúng ta cần một tính từ. Regular exercise. Câu 11 là câu A. Rồi, đi tiếp câu 12. Câu 12. Câu 12 chúng ta cần một tính từ. Câu A là tính từ á các bạn. A complete report, một cái bảng báo cáo đầy đủ ha. Hoàn chỉnh rồi đó, a complete report. Câu 13, we file it, sao file it là một tính từ. Câu 13 là câu A nha, yeah, cấu trúc file something rồi đến adjective. Rồi, câu 13 là câu A. Câu 14 các bạn. Từ nào đứng ở đây? Câu 14 là already sẽ đứng ở chỗ vị trí này nha các bạn nha. Câu số 15, number 15, agree to. To present ha, to present a plagiarism. Và câu 16, voted như thế nào đó? À, đồng ý, nhất trí, bỏ phiếu, gọi là unanimously. Câu 16 là câu D. Các bạn có nghe cô kịp không ạ? Xong rồi. Rồi ha, giờ các bạn nghe cô dặn nè. Sáng thứ 3. Sáng thứ 3 chúng ta sẽ vô lớp bình thường giống như ngày thường là 7 giờ để chúng ta học ôn bài đàng hoàng, sau đó cô mới cho các bạn làm kiểm tra. Cả lớp có nghe cô dặn không? Nghe không ạ? À? Dạ cô. Rồi. Thank you. Bây giờ cô điểm danh nha. Rồi nghe cô điểm danh rồi chúng ta sẽ nghỉ thôi, về nhà ôn bài cho cô. Chờ cô xíu nha.